Kính thưa quý vị, chúng ta chỉ còn một thí sinh duy nhất nữa mà thôi. Và kính mong quý vị dành nhiều tràng pháo tay thật nồng nhiệt dành cho sự xuất hiện của Nguyễn Khánh. Mình đã lọt vào top 5 của bước nhảy ngàn cân. Mình không tin là mình có thể làm được điều này. Bởi vì trong 12 thí sinh thì mình là người không được chọn chính thức, mà mình chỉ là thí sinh dự bị. Đến lúc này thì có lẽ chen lẫn giữa cái sự lo lắng thì cũng là một chút hạnh phúc. Đã đến được đây rồi thì mình sẽ phải cố gắng hết mình. Tại vì mình vẫn còn mỡ bụng nên là mình vẫn còn muốn là có thể giảm được nhiều hơn nữa. Tuần trước ban giám khảo có nói là trong suốt 8 tuần vừa qua thì bài nhảy của mình rất là đều, chưa có điểm nhấn, chưa có sự bùng nổ. Mình rất là hy vọng là với nền nhạc, động tác và cốt truyện của bài hip hop, mình sẽ đem lại cái sự bùng nổ, không còn là một sự an toàn nữa, và sẽ có thể lấy được một chữ wow của anh John Huy. Cô Nguyễn Khánh. Một tràng pháo tay cho Ngọc Anh và Nguyễn Khánh. Chúc mừng anh Trang Huy. Rất là máu lửa. Và anh thấy em cố gắng hết sức trong cái bài này. Em rất là chất trong cái bài này. Và ký kết nó rất là sốc. Vì em bỏ bạn Ngọc Anh. Lúc trước anh thấy em mất cái giày đó. Thì bây giờ lúc anh thấy ký kết thì anh hiểu chắc em thấy cái giày, cái giày thể thao không hợp, em muốn cái giày cao gót hay gì đúng không? Thì, đúng, cái bài này nó rất là giải trí, nhưng nó có một cái nhận xét anh cũng nói trong cái bài vừa rồi, cái phần vai thả lỏng một tí xíu nữa, em hơi cao, và trong một cái phần hip hop em phải thả lỏng nhiều hơn nữa nha, và xuống sàn, xuống đất nhiều hơn. Giờ anh thấy cái bài này anh hiểu rõ ràng cái câu chuyện trong cái bài đầu tiên, nó cũng là hai bài kết nối với nhau, và cái đó là Ngọc Anh, cái sự sáng tạo của em trong cái hai bài này anh thấy nó rất là hợp lý. Và cái nhận xét anh nói trong cái bài đầu tiên lúc anh không hiểu thì anh lấy lại, bây giờ anh hiểu rõ lắm. Vâng, xin cảm ơn anh John Huy. Xin mời anh Hải Linh. Tôi thì hồi nãy tôi là người giải thích cho John Huy hiểu cái bài trước. Mà tới cái bài này tôi lại khó hiểu nè. Thiệt. Cái bài đầu anh mơ một tình yêu đẹp với một cô gái, xong bây giờ giấc mơ ấy nó trở thành sự thật thì anh lại hất hủi cô gái ấy rồi anh. Tôi bắt đầu bấn loạn tinh thần rồi. Chắc cái bài đầu tiên không phải là cái mơ mà là ác mộng vì gặp cô gái đúng không? Thì mình không muốn cái điều đó. Còn về cái phần mà nhảy của Thắng thì cái độ mạnh mẽ của Thắng thì tôi đã nhìn thấy. Nhưng mà cái lúc mà không phải nhảy hip hop là như đấu võ đâu. Có những động tác bạn làm như đấu võ, có lúc mà đấm xuống như là tôi thấy cái mặt bạn sát khí quá. Thực sự ra tôi không hiểu là cảm xúc lúc đó bạn dành cho cái cô gái này là cái gì. Mà tôi thấy bạn rất là sát khí khi mà... Đúng rồi anh, sát khí là phải rồi. Anh thấy không?
muốn mang về cao gót và lại còn hôn John Huy nữa, phải không? Không có ưa bánh bèo là đúng rồi. Nguyễn Thắng, bạn có chia sẻ điều gì không? Thật sự thì Nguyễn Thắng là chuyên dance sport, nhưng mà về cái phần hip hop thì Thắng đã tập rất là vất vả. Em là người tập với Thắng và nhiều khi em cảm thấy là thôi chắc là không biết là Thắng có làm được không. Nhưng mà thật sự hôm nay em đã rất là tự hào khi Thắng đã vượt được qua cái nỗi sợ là nhảy hip hop như vậy. Sự cố rất chiếc dài ra đó, anh nghĩ là do em ngoáy cái mũi dài nhiều á. Chứ nếu mà mình lật ngang nó cũng chưa chắc là rất là chiếc dài. Chỉ có cái mũi khi em ấn xuống đó, rồi bắt đầu cái em dùng cái động tác em vuốt một cái thì nó trật cái giày ra liền. Cái mũi đó là mũi dance sport chứ không phải là mũi của hip hop đâu. Nhưng mà sau đó thì em vẫn tự tin tiếp tục nhảy cho đến hết bài. Và tới cuối bài em diễn rất là tự tin hơn nữa. Và chúc mừng em và cảm ơn Ngọc Anh nhiều nhé. Xin cảm ơn anh Hoài Linh. Xin mời giám khảo Đàm Vĩnh Hưng ạ. Cái phần đầu của bài thi này các bạn đã dùng nhịp gấp đôi, dùng những cái nhịp nhanh kinh khủng khiếp. Về phần hip hop thì Ngọc Anh ơi, em nhảy rất là chất. Em nhảy nó ra cái màu cô gái làm cho người ta phải không rời mắt được. Chính vì cái sự mà nó quá xuất sắc như vậy đó thì làm cho Thắng bị lòi ra một chút là dance sport. Không có ra được cái màu sắc đó. Đó là một sự thật rất thật luôn. Tuy nhiên có những động tác phía cuối, những cái bài dựng Thắng làm mà điên đảo mọi người lại, lúc mà John Huy cũng ồ lên thích thú. Và cái kết rất là thú vị, là buồn cười, bất ngờ. Đầu giờ chưa có ai dám thể hiện kiểu nó tới nơi tới chốn như vậy. Chúc mừng cái phần kết của tụi em. Xin cảm ơn Đàm Vĩnh Hưng. Và với vị trí này ở vòng nguy hiểm thì các bạn cũng sẽ tạm cất lại phần điểm của mình. Sau đây thì mời hai bạn bước lên chiếc cân phía trước. Cân nặng cũ 78,1 cân, cân nặng mới 77,1 cân, giảm 1 cân, tương đương